Anh sẽ hẹn thời gian với bên khách sạn để đặt một cái hồ. Anh nghe nói nếu mà đặt tiệc đám cưới ở khách sạn này á, thì họ sẽ tặng cho một cái phòng trăng mật có cảnh biển đó. Wow, vậy là tốt quá đi. Nè, đãi tiệc xong thì có thể trực tiếp lên phòng đi nghỉ ngơi. Vậy là tốt biết mấy. Tốt lắm. Má nuôi. Chị hai, chị xuống đây làm gì? Chị vẫn chưa có khỏe lại mà. Sao không nghỉ ngơi đi? Nè, cẩn thận. Dì thuộc bất tài, hay dì về đúng lúc. Đại nghiệp đã qua Trường Châu chơi, nên cháu phải về để coi tiệm. Làm phiền hay dì coi chừng má nuôi. Được rồi, cháu yên tâm đi. Má nghỉ ngơi, cháu đi về. Bye bye. Hồi nãy hai người nói cái gì mà đãi tiệc cưới hả? Không phải được chị hai, em với anh Tài chỉ là thương lượng thôi. Chúng tôi đang thương lượng để coi đãi tiệc đám cưới ở đâu. Cho nên bây giờ chúng tôi lấy chi tiết tất cả khách sạn về để coi trước. Hai người kết hôn thiệt sao? Phải. Ê, chi tiết nhiều quá cho nên chúng tôi lựa tới đau đầu luôn. Nè chị hai ạ, chị làm gì vậy, không có sao chứ? Không sao. Chị lên phòng nghỉ thì không có sao. Để em đỡ chị lên. Ê được rồi, chị tự đi được rồi. Chị hai của em đã mấy chục tuổi rồi mà còn cứng đầu quá. Anh Tài à, sao khi nãy anh không nói với chị hai cho rõ ràng chứ? Nói là hai đứa mình giả bộ kết hôn để kích động Quang Linh với lại thằng Hải. Có cần phải gạt luôn chị hai hay không? Em còn chưa biết tính chị hai em sao. Bà chỉ biết cười tối ngày thôi, cái gì cũng cười được. Bà không kín miệng đâu. Nếu bà biết được, bà nói cho thằng Hải và con Linh biết thì sao? Phải hả? Cái hãng du lịch nào cũng nói là vừa rẻ vừa chơi vui, không biết có thiệt không? Phải, nhìn tới qua mắt luôn. Hải à, hay là cậu lựa giùm tôi đi. Còn hả? Em tới đúng lúc. Bác Tài có lựa giùm chỗ đi hưởng tuần trăng mật kìa. Uầy, Hải, sao còn kêu bác Tài? Mai mốt bà kết hôn với má con rồi, phải bắt chước con Linh kêu bằng ba. Phải, sau này hai đứa sẽ là hai anh em, phải đùm bọc lẫn nhau nghe chưa, có biết không? Nè, bây giờ hai đứa là anh em với nhau, làm ơn lựa dùng coi cái chỗ nào hướng tuần trăng mặt đi. Mấy cái này coi tới nỗi em đau hết cả đầu. Anh Tài, hay là mình ra ngoài nói chuyện hóng gió đi hả? Phải rồi, công việc nặng nhọc này để cho hai đứa lựa dùng mình đi. Mình đi trước. Sao kỳ vậy? Bố đầy hết ở đây rồi ra ngoài. Rõ ràng là kêu tụi mình lựa giùm ổng bả mà. Khi nãy đã coi qua hết rồi, tất cả đều là Bắc Hải đảo, không có chỗ nào mới mẻ hết. Chỗ này còn tệ hơn Tứ Xuyên Cửu Trại Khâu tour 7 ngày. Ê, còn chỗ này nữa, đi thám hiểm tháp mà bộ là cái gì vậy? Có ai đi tới mấy chỗ này để mà honeymoon đâu? Không phải đâu, theo nhìn thấy tốt nhất là yên tĩnh một chút, đừng quá đông người, nếu không sẽ bị phiền phức. Phải rồi, tốt nhất đến mấy cái trấn nhỏ ít người chút, có tính chất văn hóa lịch sử, thanh đạm chút mới là thế giới của hai người. Nè, có nghĩ qua nhà trên thuyền không đi? Còn có loại thủy phi cơ kéo đi nữa. Có phải là cái loại mà kéo vào trong cái hồ rồi, còn có cái đảo nhỏ, mình phải ngồi tàu để ra, sau đó là cái đảo là của mình, rồi. Phải, đó mới là thế giới của hai người. Thật ra mấy người lừa Bắc Hải đảo cũng không phải là tệ lắm đâu. Hỏi thiệt nha, bộ anh không có ngại em kêu anh là anh hai hả? Nếu như em không ngại thì gọi bằng em trai cũng được mà. Em đâu có tư cách làm chị của anh. Mình chia nhà hợp tác đi. Em coi bên Đông Nam Á, anh coi bên Âu Châu. Cô có gì thích hợp cho họ không đi? Thích coi thì tự mình coi hết đi. Nếu như mà năm xưa chúng ta sống chung với nhau đó hả? Anh nghĩ thằng Hải và con Linh đã là anh em thật sự rồi. Anh còn nói nữa, ai biểu anh nhỏ mọn như vậy? Anh nhỏ mọn? Đương nhiên rồi, bên quên hay sao? Năm xưa anh hẹn với em đợi ở Miếu Thiên Hậu. Em nóng lòng được gặp anh. Đi tới nửa đường thì em bị té trật chân. Em té trật chân? Đúng vậy. Cũng may là ba của thằng Hải đi ngang thấy được. Anh đưa em về nhà để bóp chân cho em. Em sợ anh đang đợi, thấy em lâu quá không tới thì anh lại lo, nên em cố ý kêu chị hai thông báo cho anh đợi em. Ai ngờ lại bỏ đi liền. Anh thì là không biết đâu, em đi cả nhắc vậy mà cũng sáng tới gặp anh. Vậy sao? Anh tụi em nói láo hả? Để anh còn nói với chị hai là có chuyện gấp, anh không có đợi nữa, phải đi liền. Không đợi thì thôi, sau đó còn bạc tâm bạc tích, không có thơ từ gì gửi về hết. Coi anh có phải nhỏ mọn hay không. Không phải em đã có tình ý với ba của thằng Hải sao?
Cái gì? Hồi đó em làm gì có tình ý với ảnh chứ? Từ khi anh bỏ đi rồi ảnh mới bắt đầu đeo đuổi em. Ai, nhưng mà thôi đi, chuyện đó qua nhiều năm rồi. Chỉ cần bây giờ mọi người được vui vẻ, thoải mái và sống gần với nhau, vậy là tốt rồi. Phải ha? Tôi đã check qua tất cả những người thân bên cạnh Trình Lai Hải, hình như không có gì đặc biệt khả nghi. Coi bộ nghĩa là không khẳng định. Nè, vấn đề lớn thì không có, nhưng mà trong đó có một người có một chút vấn đề đó. Chút vấn đề là ai? Là vợ của Trình Lai Hải, tên Kỷ Đắc Hoàng. Chúng tôi điều tra qua 20 năm trước, bà từng vô bệnh viện tâm thần và ở cả mấy tháng. Vô bệnh viện tinh thần? Anh Tài. Hả? Đến rồi hả? Phải, có chuyện gì? Hiền Thục cũng với tôi hồi sáng này lên núi, nghĩ là đi hái thuốc. Hả? Thuốc đó dùng để đem về quê cho chú Thất dùng. Ai ngờ nó không cẩn thận té xuống khe núi. Ây à. Giờ bị trật chân, tôi về để cầu cứu. À được rồi, có anh giúp tay, hay là đi theo tôi coi nó nha. À, đi theo tôi đi. Mau. Fred. Em xách cho chị. Hai người từ từ nói chuyện. Anh Fred, đợi chị lâu lắm rồi. Hình như có chuyện quan trọng muốn nói với chị đó. À. Thế nào? Kiếm em có chuyện à? Vừa điều tra được một việc. Anh vẫn còn điều tra. Bây giờ ba em không có sao nữa rồi. Ông cũng không truy cứu, anh còn điều tra làm gì? Nghe anh nói có được không? Không phải là vì anh muốn hoài nghi ai, nhưng mà anh kiếm được tài liệu, cảm thấy khả nghi, cho nên muốn nhắc em thôi. Vậy được, anh nói đi. Anh điều tra được, thì ra 20 năm trước Kỳ Đắc Hằng đã từng ở trong bệnh viện tinh thần cả mấy tháng. Nhưng mà Trình Lai Hải và má của ảnh chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Em có cảm thấy hình như là họ muốn giấu giếm chuyện gì không? Thì mỗi người đều có chuyện riêng đó mà. Nè, cũng giống như là em, hồi nhỏ từng bị người ta xô té xuống nước, sau đó thường mơ thấy ác mộng, đến nỗi phải coi bác sĩ tâm lý cả gần một năm. Em cũng đâu có cho anh biết đâu. Không lẽ em cũng đáng khả nghi à? Thì anh không gì quan tâm cho em. Nè, từ chuyện này thì em thấy được, em đối với Trình Lai Hải và người nhà của hắn không có hiểu rõ gì mấy. Anh sợ em sẽ có chuyện. Fred à, anh vẫn không hiểu hay sao? Chúng ta đã chia tay nhau rồi, dù anh có tiếp tục điều tra nữa, chúng ta cũng không có thể gần nhau. Công tử phân minh một chút đi. Celine, anh không có ý như vậy đâu. Alo. Linh à, là dì Hoàng đây. À, chuyện gì đó dì Hằng? Không, dì muốn nói cho cháu biết, bà của cháu không yên tâm để cho Hiền Tục đi về quê một mình, cho nên đợi đi chung với nó. Nhưng mà anh quên không đem điện thoại nên kêu dì thông báo cho cháu biết. Bà của cháu với dì Thục đã về quê rồi hả? Nhưng mà hồi sáng này cháu điện thoại cho ổng không nói cho cháu biết. À, ổng cũng vừa mới biết chuyện mà thôi, cho nên không kịp nói cho cháu. Vậy được, cảm ơn dì nha dì Hằng. Bye bye. Fred, anh đang nghĩ gì đó? Em cảm thấy lạ hay không? Tại sao anh còn không có trực tiếp nói cho em biết, lại kêu dì Hằng nói với em? Dì Hằng nói bà không có đem theo điện thoại nên bà nói cho em biết, đâu có vấn đề gì. Quên em. Trước nữa anh tự về thấy tụi mình lo cho ảnh như vậy thì chắc chắn là sẽ vui lắm. Đương nhiên chuyện vui như vậy phải ăn mừng chứ. Nè nè, anh Tụ đã về tới rồi, mau lên. Anh Tụ về tới rồi. Anh Tụ sao không được vui vậy? Không phải tức tụi này mở tiệc cho anh sao? Cảm ơn mọi người đã mở tiệc cho tôi, nhưng tôi nghĩ chắc tôi sẽ làm uổng công các người đó. Chê sao vậy? Tôi chưa lấy lại môn bài được. Hả? Không sao, lần này không được thì lần sau thôi. Ừ, đúng rồi, người có lòng nhất định sẽ lấy lại được môn bài. Muốn phục được môn bài hay không thì phải hỏi ảnh. Michelle, khi nãy trong buổi họp sao lại nói ra những chuyện của cô Phấn? Anh có biết làm như vậy có thể vĩnh viễn sẽ không phục hồi môn bài. Anh không muốn gì phục hồi môn bài, để làm một người luật sư suốt đời bị em khi dễ. Thật ra suốt nửa năm nay tôi đã không tự mình kiểm thảo lại những điều đã làm sai. Trái lại, tôi đã làm một việc vi phạm lại nguyên tắc của một người luật sư. Đồng thời tôi cảm thấy mình phải nên chịu trách nhiệm đối với chuyện mình đã làm sai. Cho nên dù các vị phán quyết thế nào,
tôi cũng chấp nhận. Anh Tụ, anh chừng nói như vậy chỉ sợ là họ sẽ cắt đứt môn bài của anh. Tụ à, anh làm công sai, nam nhi đại trượng phu, nếu làm sai rồi phải tự mình gánh trách nhiệm đối diện hậu quả. Khổ cái lần này hậu quả rất là nghiêm trọng. Anh đừng có sợ, không cho phục môn bài thì thưởng tố. Phải, còn có hy vọng mà. Đâu có sao, nếu như mà không làm luật sư thì đổi nghề làm soạn giả viết phim. Hơn nữa ở bên công ty điện ảnh nói tôi viết kịch bản khá lắm. Anh Tự, Michel, em không giận anh nữa à? Không giận, em đã nói chỉ cần anh biết hối lỗi em sẽ tha thứ cho anh. Bây giờ chị không cần đi Phi Châu nữa. Sao không đi, nhất định là phải đi. Nhưng đợi anh phục lại môn bài em sẽ đi với anh. Wow! Nè, cái party này còn mở không đây? À, kết cuộc được tốt đẹp như vậy đương nhiên là phải mở chứ. Anh này, có cần phải đi dò giá không? Lúc trước mấy lần em đi trip đều lấy vé của hãng du lịch đó mà, giá tiền cũng giống nhau thôi. Lúc trước đâu có giống, lúc trước em đi công ty trả tiền, bây giờ mình trả tiền mà, phải coi kỹ một chút thì tốt hơn, sao phí tiền vậy? Ý, xe của anh Fred ở đây nè. Quà viết giấy để lại nghĩa là suốt đêm ở chỗ này. Hồi sáng này anh tìm điện thoại cho em, nói là kiếm quà cũng không kiếm ra anh Fred. Hồi đêm anh lại tới kiếm em, nghĩa là cả đêm không đi về. Vẫn chưa kiếm được. Gọi hoài gọi cũng không thông. Thôi chết, không biết anh Phái có chuyện gì không? Đâu có chuyện gì, đàn ông con trai mà. Anh là cảnh sát nữa, bộ đi đâu nói cho em biết hay sao? Không phải đâu, tối hôm qua anh Phái vô đây nói cho em biết, thì ra 20 năm trước dì Hằng đã từng vào bệnh viện tinh thần. Hắn điều tra gì của anh? Không phải, em kêu anh đi điều tra, tại anh nhận được tin nên báo cho em biết thôi. Vì anh có nói cho em biết dì của anh nằm đó, chồng và con gái của bà chết trong tai nạn máy bay. Bà chịu không nổi đã kích nên tinh thần có vấn đề, phải vô bệnh viện tinh thần. Anh cũng biết. Cái này đâu phải là bí mật gì, sao anh lại không biết? Sở dĩ bao nhiêu năm nay má và anh không nhắc tới là không muốn dì Hoàng nhớ lại những chuyện không vui. Nếu như làm gì cũng phạm pháp thì làm ơn sau khi kiếm được xếp lùi của em rồi kêu ông tới bắt anh đi. Alo. Phải, anh Minh sao đây? Muốn má của tôi lúc về quê đếm nhiều thuốc một chút hả? Hồi đêm má của tôi đi rồi, bộ hai người chưa tới hay sao? Ờ, vậy làm phiền anh khi má của tôi tới, kêu bà gọi về liền cho tôi. Ờ phải, cảm ơn nhiều, bye bye. Chị Thục, chị Hằng. Thiếm là thiếm dựng. Phải, thằng Hải phải không? Dạ phải. Má và dì của cháu đâu? Ờ, má của cháu về quê rồi, còn dì của cháu chắc là ngủ trên lầu. Ờ. Chỉ một có chuyện hả? Không, thím thấy cũng sắp đi rồi nên đến đây để chào hỏi họ. Qua đây ngồi chơi đi. Ờ được. Thím Vân đã không về đây hai mấy ba chục năm rồi, sao không ở thêm vài ngày? Hay da, việc làm ăn bên đó không thể bỏ lời được. Cái tiệm bánh không trông chừng thì không xong đâu. Hình như thím Vân ở ngoài thành phố có mở tiệm bánh và dì Hoàng còn giúp một tay cho thím nữa. Phải, chuyện hai mươi mấy năm trước rồi. Không biết thím có gặp qua Dượng và em họ của cháu không đi? Sao cháu cũng hỏi như vậy? Hôm đó thím mới nói cho má cháu biết, thật ra dì của cháu Hồng Kông đâu có kết hôn với ai. Hồi đó bà đi làm cho dì thì bà ngoan lắm, không có bạn bè gì hết. Bà thì không có bạn bè gì hết? Không có bạn bè gì hết. À, dì còn nhớ, bà nói qua với dì, hồi đó có một người đàn ông dắt theo một người con gái thường tới mua bán. Người ấy là người đồng làng, cũng là người yêu đầu tiên của bà đó. Đứa con gái nhỏ đó dễ thương lắm, bà tối ngày cứ mua kẹo cho nó ăn. Thím có biết người đồng làng của bà tên gì không đi? Vậy thì bà không có nói. Ờ, nhưng mà thím nhớ đứa con gái đó tên là Linh Linh gì đó. Linh Linh? Ừ. Dì quen.
Come in. Anh Hải. Vivian, chị của em đâu? Khi nãy dì Hằng có điện tới, họ nói vài câu thì đã ra ngoài rồi. Cô nói đi đâu không hả? Không có. Chị Hai, làm gì vậy? Sợ lắm hả? Đừng có khờ như vậy. Được chết chung với người mà mình đã yêu thì còn sợ cái gì? Linh, anh Tài, anh coi nè, bao nhiêu món đồ ăn đều là anh thích đó. Một lát nữa mình ăn xong rồi thì dính diễn sẽ được gần nhau. Quang, bộ em điên rồi hay sao? Thiệt là quá đáng. Tại sao lại nói tôi điên chứ? Dù tôi có điên đi nữa thì cũng là tại anh mà thôi. Ồ, thì ra đêm đó người đến ăn cùng ngất xỉu chính là bà. Phải. Vậy rồi sao? Dù bà có giết hết họ cũng đâu có biết lỗi. Tại sao? Đương nhiên, hai người họ từ đầu tới cuối không biết xảy ra chuyện gì. Bà muốn người ta biết lỗi thì bà cũng nên nói là người ta có lỗi gì mới được chứ, có phải không? Phải rồi, chúng tôi rất muốn biết sự thật. Dì hãy nói đi. Vậy tôi nói cho bà biết, để chết cho được nhắm mắt. Tôi nhớ năm xưa, khi anh Tài theo người bà con đi xuống Hồng Kông này thì đến làng Thông Mỹ để ở. Lần đầu tiên tôi thấy ảnh, tôi đã thích ảnh rồi. Sau đó ảnh còn là bạn học cùng lớp của tôi nữa. Anh chủ động dạy kèm cho tôi, còn dạy tôi làm toán. Mới lúc đầu tôi nghĩ là anh thích tôi, nhưng mà sau đó tôi mới phát giác thì ra cái người anh thích lại là em gái của tôi, là con Thục. Sau đó tôi có cơ hội lúc anh Tài hẹn với con Thục, hẹn gặp nhau ở miếu Thiền Hậu. Ai ngờ giữa đường, khi con Thục đi gặp ảnh thì bị té trật chân. Sau đó tôi thấy được ba của thằng Hải trị cái chân cho con Thục, cho nên tôi lén lén chạy tới nói cho anh Tài biết, nói con Thục với ba của thằng Hải đã có liên lạc với nhau trước. Vậy thì anh Tài có thể trở lại với tôi. Anh tưởng rằng chuyện này là thật cho nên anh giận em và bỏ đi. Hèn chi là vậy, sau đó anh không viết em một lá thư nào hết, thì ra anh đã giận em. Cũng tại anh quá hồ đồ, anh nghĩ là chuyện của mình sẽ không được kết quả cho nên anh bỏ qua Nam Dương kiếm chú của anh. Sau đó khi em gặp anh trở lại rồi thì ra anh đã có vợ, lại còn có thêm một đứa con gái. Tại sao tôi không thấy cô? Trong lòng của anh làm gì có em. Em chỉ muốn gặp anh. Ngày nào em cũng đứng bên ngoài tiệm bánh, chỉ muốn lén lén nhìn anh một cái thôi. Nhưng mà anh không thèm liếc mắt nhìn tới em nữa. Cô nói là cái tiệm bánh nằm đối diện với hãng tôi làm. Có phải là cái tiệm bánh Thím Dân mở đó không? Phải. Cháu có còn nhớ không? Lúc đó cháu còn nhỏ lắm, cháu lại dễ thương nữa. Cháu còn nhớ không? Ngày nào dì cũng đã dành một cái bánh cho cháu ăn, lại còn thêm một viên kẹo nữa. Dì là người cho kẹo cháu lúc hồi nhỏ. Con gái của tôi, nó rất là thích ăn bánh do tôi làm đó. Mỗi một ngày nó đều phải ăn một cái. Nhưng tại sao Thím Dân nói là bà không biết chị đã có gia đình, còn nói là chưa bao giờ thấy chồng và em gái của chị? Bà nói bậy, bà nói tầm bậy. Có con gái của tôi đây nè, chồng của tôi cũng ở đây. Họ đối với tôi tốt lắm. Nè con ngoan, không cần phải sợ. Con ngoan, đừng có sợ hả? Chứ sao em sao đi? Anh Hải, sao ở tụ? Kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Anh Hải, chị lên chân cổ có chuyện gì hay không hả? Mong là không sao. Anh Hải, bây giờ làm sao? Không đợi được nữa. Muốn nhỏ à, báo cảnh sát đi. Ừ. Các cô ở lại liên lạc, con đàn ông theo tôi ra ngoài kiếm, mau lên đi. Chị Hai,
Lâu nay chị cũng cứ nói là chồng chị và con gái đã bị chết trong một tai nạn máy bay. Thì ra tất cả mọi việc đều do chị tự nghĩ ra mà thôi. Hèn gì bà ở trong bệnh viện tâm thần như vậy? Thì ra vì vậy mà phát điên. Tôi không có điên. Thật ra tôi đâu có điên. Đáng lý khi tôi trở về làng rồi thì đã quên hết mọi chuyện lúc trước. Ai ngờ chỉ qua mấy năm sau thì Thủy Di Tài lại đem luôn cả con gái trở về làng Thông Mỹ. Lúc đó tôi giận lắm. Tôi nhìn mặt cô thì càng thấy giống người mẹ đã chết của cô. Nên tôi rình khi cô ra tới bến tàu chơi, tôi đã lén lén đẩy một cái, đẩy cô té xuống biển. Anh là người tệ hại nhất cái điều cho tôi, không chịu tha cho tôi. Hưu trí rồi còn trở về làng muốn cùng em gái tôi kết hôn để nối lại duyên xưa nữa. Không những là vậy, anh lại còn muốn đem luôn cả con gái về làng để giới thiệu với em gái của tôi. Mấy người muốn đóng cửa nhà để trở thành bà con với nhau. Không để ý gì tới tôi, chứ không dễ dàng vậy đâu. Không dễ dàng như vậy. Dì đã làm nhiều chuyện như vậy. Dì không muốn tôi về làng để gặp dì Thục hả? Đúng vậy. Chỉ cần ngày nào anh không gặp con Thục, hai người họ không thể nào thành đôi với nhau được. Đáng lý tôi nghĩ là đi trước một bước, lên tàu để gặp anh Tài nói rõ. Ai ngờ tôi vừa lên tàu thì con Thục cũng đã tới rồi. Tôi hết cách, cho nên đứng núp qua một bên. Ai ngờ con Thục bỏ đi. Không bao lâu thằng Hải lại tới. Nó đã cùng với anh Tài vì chuyện của con Thục mà gây lộn lớn tiếng với nhau. Lúc đó tôi nghe anh Tài nói ảnh sẽ không chịu buông tay. Tôi càng nghe thì càng giận, càng nghe thì càng tức thêm. Uổng cho tôi một lòng một dạ với ảnh. Thì ra trong lòng ảnh chỉ có một mình em gái của tôi là con Thục thôi. Tôi quyết định không để cho họ được sống gần nhau. Sau đó cái tàu bị nổ, tôi tưởng là mọi việc cũng sẽ giống như cái tàu, đều sẽ biến mất hết. Ai ngờ đâu anh Tài đằng này vừa bỏ đi thì đằng kia con gái của anh lại trở về trong làng của tôi, còn đòi ở lại để điều tra vụ của anh Tài nữa. Vì muốn làm cô sợ mà bỏ đi, tôi đã dùng hết mọi phương cách. Mới đầu tôi bỏ thuốc độc, thuốc chết mấy con chim bồ câu. Tiếp đó thì bỏ thuốc sổ vào trong mấy cái bánh ngọt để cô ăn xong sẽ bị đau bụng. Sau đó còn đặt cái hình nhân bằng giấy ở trước cổng nhà của cô. Sau đó tôi còn cố ý lấy một cuốn tạp chí có tên của anh Tài đụng thằng Long gãy tay đem đến cho cô coi. Mục đích của tôi là muốn cô hoài nghi thằng Long, tiếp đó thì cô sẽ trở mặt với thằng Hải. Có ai ngờ đâu cô kêu thằng bạn trai làm cảnh sát của cô đi bắt thằng Hải, hoài nghi thằng Hải là hung thủ. Cũng may là ông còn không chết, nếu không thì bà đã làm lỗi lớn rồi. Làm lỗi lớn hả? Tôi tưởng là ổng đại nạn cũng không chết thì sẽ hồi tâm chuyển ý. Ai ngờ ổng càng làm lại càng quá đáng, còn đòi kết hôn với con Thục. Tình Thủy Di Tài này, mày có phải là người? Mày không chết cũng vô ích. Không phải đâu chị hai, chị đã hiểu lầm rồi. Em với anh Tài là bộ kết hôn thôi. Chúng tôi làm vậy là muốn con Linh và thằng Hải đừng có lạnh nhạt nhau nữa. Bà nói cái gì? Quá, con nghĩ cái gì bà không biết sao? Mấy người không cần phải nói, đừng nói nữa. Tôi không tin đâu, tôi sẽ không tin đâu. Cũng bởi vì vậy gạt hết chúng tôi đến đi. Tôi đã chuẩn bị cho mấy người một bữa ăn trưa rất là phong phú. Lát nữa ăn xong rồi thì mọi người chúng ta sẽ được giải quyết hết oan nghiệt. Cho dù quốc ức gì, tất cả đều bị biến mất hết, biến mất hết. Nè nè, ăn cho no một chút thì chết sẽ khỏe hơn. Chị hai, chị đừng có như vậy mà. Đừng có làm sai hết chuyện này tới chuyện khác. Bộ sợ lắm hả? Không cần phải sợ. Nè, nếu em sợ thì em ăn trước đi. Đừng nghe chị hai. Chị hai à? Dạ, chị hai. Qua đây đi. Qua đây đi. Qua đây đi. Qua đây đi. Má.
Mày kêu cái gì? Không nhận ra con hả? Con là con gái ngoan của má. Linh Linh đây nè. Phải, phải rồi. Con gái của tôi, Linh Linh đây mà. Con thiệt là ngoan quá. Má thì thương con lắm. Con đừng có sợ nha Linh Linh. Linh Linh. Nè, anh Hải à, cái núi lớn như vậy, mình tìm kiểu này không phải là cách hay đâu. Không phải là cách cũng phải kiếm. Không để tới má dèm lên nguy hiểm của bộ mặt hay sao? Anh không cần phải lo. Tôi không tin một mình dì Hàng có thể bắt hai người họ được. Khi nãy tôi kiếm được thuốc chuột ở trong phòng của dì Hoàng đó. Hả? Bộ bà muốn thuốc chết họ sao? Hắc à, làm bầm cái gì vậy? Bộ mày điên luôn rồi hả? Không, đột nhiên em nhớ lại lúc bác Tài giả chết thì ổng trốn trong căn nhà của bà thím đó. Không biết dì Hoàng như vậy có dụ hết họ tới đó không? Nè Hắc à, mau chạy xuống núi kiếm người giúp Tài. Tôi dánh nhân qua bển coi. Ờ. Thiệt là con gái ngoan của má Linh Linh. Phải rồi má. Bao nhiêu năm nay chắc má đã chịu khổ nhiều lắm. Nhưng bây giờ con đã trở về bên má rồi, không có vấn đề gì không giải quyết được đâu. Bộ con gái của tôi vẫn chưa chết hay sao? Không, con đâu có chết. Má còn nhớ không, con thích nhất là bánh do chính tay má làm đó. Nhớ. Má còn nhớ mà. Má còn nhớ được thì tốt. Nhưng mà má phải tin con, không có việc gì là không làm được. Má à, Linh Linh nhớ má lắm. Nếu má cũng chết đi thì con sẽ đau lòng lắm. Linh Linh, con ngoan, má cũng nhớ con lắm con ạ. À, hôm nay chúng ta được gặp nhau thì mình cũng nên ăn mừng mới phải chứ. Hồi nãy má đã nấu nhiều món ăn ngon lắm, con thích ăn mà. Nè, qua đây, qua đây, để má đút cho con ăn hả. Qua đây, qua đây. Cái dĩa này nè con ngoan, ăn rau cần đi. Ăn rau cần á thì da của con sẽ đẹp lắm. Đừng có ăn, ăn đi. Đừng, 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 ăn đi. Đừng, 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 ăn đi. Đừng, đừng nha, đừng, 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 ăn đi. Đừng, 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 ăn đi ngoan, ngoan, ăn đi hả, ngoan, ăn đi. Đừng, Linh à, Linh à, đừng có ăn, có thuốc chuột đó. Hải, mày lại. Dì Quen, con là Hải đi. Dì không nhận ra con hay sao? Tôi là dì của thằng Hải. Vậy mày là ai? Mày không phải là con gái của tao. Tao phải giết mày. Mày gạt tao, tao phải giết mày. Đừng nha. Đừng nha, anh Hải. Anh Hải. Đừng, đừng. Hải à, không sao chứ? Chồng của tôi tốt lắm, con gái của tôi cũng ngoan lắm. Chồng của tôi tốt lắm, con gái của tôi cũng ngoan lắm. Họ đối với tôi tốt, hai người họ cũng thương tôi lắm. Có thể nói là bệnh nhân đang sống trong thế giới ảo tưởng của mình, đối với mọi vật ở bên ngoài đều không có phản ứng gì. Bác sĩ à, vậy cha của tôi có hồi phục được hay không? Chỉ cần định kỳ uống thuốc, giữ cho tâm trạng được yên, không xúc động với ngoại giới thì tình trạng không liên quan gì mấy đâu. Vì có nghĩa là bệnh nhân cần phải lưu lại ở bệnh viện một thời gian dài hả? Có thể nói như vậy. Thật ra nếu bệnh nhân trường kỳ sống trong đau khổ hay là như bây giờ thì còn tốt hơn. Con gái của tôi ngoan lắm, họ đối với tôi thiệt tốt. Nè. Hả? Lấy thuốc hả? À, tôi cười anh cũng cười. Cười cái gì? Anh cười cái gì tôi cười cái đó. Sao biết tôi cười cái gì? Tôi cười hai thằng đàn ông này, một trong hai người là thám tử, nhìn xém một chút bị gì của tôi đầu độc. Bị bả đầu độc cũng đâu có sao, cùng lắm uống vài viên thuốc,
chích thêm vài mũi thuốc thôi. Nè, bị thua dưới tay của anh mới là chuyện lớn, tôi bị mất luôn người bạn gái nữa. Nhiều khi những chuyện này đâu phải hơn thua gì, cho dù thắng được cũng chưa chắc là chuyện tốt. Vậy cũng đúng, nếu mà anh đối với cô không tốt, tôi sẽ cướp lại bất cứ lúc nào. Lúc trước tôi thật là không biết và không hiểu tôi thua anh về phương diện nào ha. Nhưng mà trải qua chuyện này, tôi đã hiểu rõ rồi. Anh đó, vì bạn gái của mình bất cân mạng sống, phục anh luôn. Không để thấy chết mà không cứu. Sao cũng được, thua thì phải nhận. Chỉ biết từ nay anh đối tốt với Sally một chút, vai trò sứ giả hồ qua thì giao lại cho anh. Lần sau gặp. Được. Hơi, hình đám cưới này cũng đẹp quá chứ hả? Anh thấy sao? Đúng là trai tài gái sắc, càng nhìn thì càng xứng đôi. Ừ. Hải, qua đây, qua đây. Nè, cháu qua đây lựa dùm vài tấm hình cưới thiệt đẹp coi. Nè, qua đây. Hai người thích thì được rồi. Ê, không phải đâu, bác nghĩ là cháu lựa cho bác một tấm hình thật là đẹp, sau đó thì đưa cho con Linh lựa một tấm nữa. Để nghĩ ý kiến của con. Hình đám cưới là của hai người, không cần hỏi hết người này tới người khác. Hải à, nói thiệt nha, bác hỏi cháu một câu. Bắt đầu từ cái lúc bác muốn kết hôn với má của cháu, cháu hãy tự hỏi lòng cháu đi, có phải cháu không có được vui không? Không phải đâu bác Tài, cháu nghĩ là bác hiểu lầm rồi. Sao lại hiểu lầm? Má nuôi con tới lớn như vậy, trong lòng con nghĩ gì má không biết sao? Nè nè, mình không nên giỡn chơi nữa, giỡn nữa sẽ sanh chuyện đó. Được rồi, được rồi. Nè, má với bác thiệt đang coi hình đám cưới, nhưng không phải là hình đám cưới của má với anh Tài. Nè, là con với lại con Linh đó. Bây giờ má Di tính tân tiến quá ha. Phải. Tại sao như vậy? Khờ quá. Má với bác Tài đóng một màn kịch lớn như vậy cũng là vì má với bác đều muốn dùng kế thử chân tình. Coi phản ứng của con với con Linh. Như vậy thì bây giờ cái chuyện này cháu đã hiểu hết rồi chứ gì. Như vậy đám cưới của hai người là giả hả? Tuy là bác không có ngại người ta kêu mình là dượng ghẻ, nhưng mà nếu cháu kêu bác là ba vợ đó hả, thì bác sẽ vui hơn nhiều. Có thấy chưa, bây giờ má với anh Tài đã bật đèn xanh rồi, con với con Linh ra sao thì tới phiên con làm đi. Làm sao coi được thì làm hả? Hả? Nè, nhẫn đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ hãy mau mau đi mua một bó hoa để cầu hôn với nó. Còn không đi? Dạ biết rồi. Offer của lần này hy vọng cô sẽ chấp nhận. Ông ra lương cao như vậy mà tôi làm CEO của công ty ông. Tôi có lòng tin đối với cô, hy vọng không bao lâu sẽ nhận được tiền tốt của cô. Ok, nếu tôi có tin gì sẽ báo cho ông biết. Không ngờ chưa gì mà Vivian đã phải trở về Mỹ. Tôi không muốn xa mọi người chút nào. Tôi quyết định rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ tức khắc trở về. Vậy hy vọng lần sau Vivian về đây thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Phải. Nè, nếu thiệt có chuyện tốt xảy ra tôi cũng không ngại đâu. Cũng phải. Nè, nói tới chuyện tốt thì đếm ở đây nè. Đôi này, đôi này. Nếu tính luôn anh Hải với cô Linh thì tứ hỷ lâm môn rồi. Anh Hải, sao anh không đếm luôn anh với Vi Quang Quang? Hờ, tụi mình phải biết chuyện của mình chứ. ABC cũng không biết, làm sao mà nói chuyện được, có phải không Vivian? Không đúng, người có lòng sẽ làm được mà. Nếu anh ráng nỗ lực thì đâu có gì là không xong. Thì đúng rồi, cũng như tôi nè, đợi riết sẽ được thôi. Khoảng 1-2 tháng nữa tôi sẽ phục hồi được môn bài. Bà Mau, bà Mau, bà Mau. Nói. Cái sổ bệnh tình của cháu, nội kiếm cả ngày mới kiếm được. Thật ra bà không biết sao, trên máy bay mà cô có gặp được một chuyên gia bệnh tim, ông đã khám cho anh hết rồi. Nếu anh vẫn uống thuốc định kỳ thì căn bệnh khó mà bộc phát. Vậy hả? Thiệt là hay quá. Nó không cần phải lo.
Anh Nhân, từ nay anh không cần phải sợ tôi bỏ muối nhỏ đi trước. Wow, miệng mày ghê thiệt đấy nha. Come here, sit down. Tiếng Anh của anh giỏi lắm đó. Ê, vậy có cơ hội không? Tới còn nữa, cháu với thằng Phú đã chính thức bái một sư phụ chơi thuyền buồm để học nghề rồi. Không bao lâu nữa, cháu sẽ trở thành một tuyển thủ chính thức, sẽ được như chú Hải với ba cháu dương buồm ra khơi. Sau này cháu sẽ vượt ra khỏi Á Châu, lấy được ngôi sao vàng đem trở về đây. Wow. Nên nói tin tốt, đâu có ai bằng tôi. Hôm nay vợ của tôi mới siêu âm đó. Họ Mào của chúng tôi được chia thịt heo rồi. Phải, còn gấp đôi đó, là song sinh. Vậy phải chúc mừng cho cháu đó. Vậy mà được chia hai căn nhà lớn. Đương nhiên. Nhưng nếu cộng lương tìm tốt của anh Hải với chị Linh thì nhất định sẽ là một happy ending. Phải rồi. Phải rồi, anh Hải à. Khi nào anh với cô Linh sẽ lấy nhau đây? Để cho tôi được ăn luôn đám cưới hai người. Còn nữa, cả đám chúng tôi đang chuẩn bị làm rễ phụ cho anh đó. Các người làm ơn đừng có điền quá. Anh Hải à, nữ về tránh đến trễ chút thôi, chưa gì đã buồn rầu rồi. Phải, sao Celine vẫn chưa tới? Hi everybody. Ý thế tử, sao lại biết kiếm tới đây? Là anh Hải kêu tôi tới. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Cảm ơn. Sao đây, nếu luôn về project mới hả? Phải rồi, tôi muốn nói luôn những chi tiết. Có khi nào chúng ta ra biển? Anh Hải à, anh định đi biển hay sao? Phải đến Hải, sao lại như vậy? Mấy người cứ nói là muốn tôi trở lại biển đó mà. Vậy bây giờ nên chúc mừng tụi mày đúng chứ? Chúc mừng anh. Rốt cuộc anh đã tìm lại được lý tưởng của mình. À phải, đi bao lâu hả? Nói không chừng là 3 năm hay 5 năm, anh còn chưa biết. Anh nè, vẫn chỉ chúc mừng em. Rốt cuộc trở lại trung hoành thi triển tài nghệ. Sao anh biết? Là chuyện vui mà, càng nhiều người biết thì càng vui. Vậy cũng đúng, mỗi người đều tìm lại được lý tưởng của mình. Thật ra đâu phải là cách xa nhau lắm. Nhìn lên bầu trời thì cũng là bầu trời màu xanh thôi. Celine, tôi thật rất vui vì cô đã chấp nhận offer của công ty. Có cô giúp tài thì nghiệp vụ của công ty chúng tôi sẽ càng vượt lên thêm. Tầng này là tầng trên cùng của building, là office top nhất. Đương nhiên là để dành lại cho người top nhất dùng mà. Anh Hải, hy vọng đây là Guiding Star của anh. Bất luận 3 năm, 5 năm hay là 7 năm, nó cũng sẽ đưa anh đi tới cái nơi mà anh thật tình muốn đến. Celine.
Trình Lê Hải mất dịch. Tại sao không đợi em dưới? Không phải anh đã bỏ đi rồi sao? Tại sao lại quay trở lại? Thì cũng là nhờ cái gangster của em. Nếu đưa anh tới cái chỗ nào mà anh muốn tới,